はい、皆さん、こんばんは。見ている人、誰かいますか？Có ai đang xem live stream không? Ai đang xem giơ tay? Mọi người chờ một chút nha. Một người đang xem, mới có một người thôi. Bảo sang Komawa, Trần Bích, Komawa Bích sang. Mọi người chờ một chút nha, CZ sẽ chia sẻ cái livestream để cho vào comment cho xôm. Hàng sang Komawa. Mina san, nani shite masu ka? Huỳnh Trang Nguyễn, Komawa Trang Sàng, chắc là Trang đúng không? Nga Hoàn Sàng Komawa. Hiền Tuyết hay Komawa. Watashi ga imasu, Hạ Mộc. Hô Roku. Nay em chăm chỉ ngồi nghe và nhiệt tình cả thôi chứ ngữ pháp. Hôm nay chúng ta sẽ chữa cả Mojigoi nhá, được chưa? Bởi vì là hôm nay chúng ta sẽ có nhiều thời gian. Sensei không thấy con bên em ạ. Hạ Mộc có gà con. Komawa. Bình Thảo, Sensei không thấy em ạ. Mọi người rất là sợ Sensei không nhìn thấy mọi người đúng không? Quỳnh Linh đang xem rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá. Đầu tiên này, chúng ta sẽ làm hôm nay bởi vì là live 2 tiếng, do vậy sẽ có đủ thời gian để làm. Do vậy các bạn cứ làm một cái đề hoàn chỉnh nhá. Đầu tiên là Mojigoi. Comment để được đọc tên nhá. Sensei no live matte run desu. Lệ Nguyễn chào Sensei. Đỗ Thị Quỳnh đợi từ hôm qua đến nay Sensei ạ. Gọi tên em đi Sensei. Đỗ Văn Đạt đang xem. Đạt san Komawa. Thành san Komawa. Phan Kiều xin thấy em không? Phước Đức em lại không thấy em. Mọi người comment hai câu một nhá. Comment mà nó được đọc. Hương Bư Tà. Đây bây giờ hôm nay Hương Bư Tà được đọc nhá. Kẻo lại gato ghen tị nhá. Em ôn N3 em xin phép học ké N2 được không xin C. Ok. Đỗ Quỳnh 42, trai En 12. Tiến Nam đang xem. Thành Tiến Nam lại vào trêu xin C à? Đỗ Văn Đạt 42. Sensei gọi em đi cho hào hứng. Kim Từ Quý em chào Sensei ạ. Mọi người tag bạn bè vào làm cho vui nhá. Sắp thi đến nơi rồi. Cái này của tháng 7 2019 là Sensei. Đúng rồi. Thanh Bùi Trung Thành, chắc là Bùi Trung Thành 22. Chúng ta có từ đầu tiên là chữ gì nhỉ? Chữ đầu tiên là chữ tăng có nghĩa là ghét đúng không? Đọc là Nikumu, do vậy đọc sẽ là đáp án số 4. Đáp án số 4. Còn các đáp án còn lại thì sao? Đáp án còn lại này, Nayande, Nayamu. Chúng ta sẽ comment, CC sẽ chữa cho mọi người chi tiết nha. Nayamu này. Chữ não trong từ não nề, não nuột đúng nhỉ? Trăn trở này. Cứ ya mự là chữ gì nhỉ? Chữ hối đúng không? Trong từ hối hận. Tiếc nuối. Đây là ừ ra mự. Chữ hận có nghĩa là căm hận, căm ghét. Tiếp theo, đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ ngẫu và nhiên.
Nhiên thì đọc là gen, rồi ngẫu đọc là gư gen. Đáp án đúng là hai, có trường âm nhá. Tiếp theo nào. Mai Chiến chào buổi tối CC. Chào Chiến Sang. Quỳnh Linh thông Sky nhanh nhỉ. David Tùng chào CC ạ, chào Tùng nha. Bích Hằng Lê 42. Đỗ Quỳnh, Trần Minh Thư. Bắt đầu tác chị em bạn gì vào. Trai En 42, Mạc Di chào Sensei ạ, Bình Thảo 32, Bích Hằng 33, Nguyễn Nga 42, Gia Bảo 32. Lạc Đà Đi Bão 42, Lệ Nguyễn 42, Thùy Nấm 33, Ngân Nguyễn em chào Sensei, Đạt 32, Kem Mút chào Sensei, Thành 32, Trần Bích 32, Đỗ Quỳnh 32. Rồi đọc tượng trưng thôi nhé, không thì không có thời gian để mà chữa nhiều. Đây là chữ thích và chữ kích đúng không? À xin lỗi, đây là chữ thích, đúng rồi, thích trong từ sashimi đúng nhỉ? Đấy. Sashimi đúng không? Sashimi như vậy trong chữ này đọc là sa. Thế nhưng đấy là âm kunyomi, còn âm ô nó đọc là gì nhỉ? Đọc là si. Si, đấy. Còn đây là chữ khích đúng không? Ví dụ trong từ gekire này, khích lệ này. Thì ghép vào sẽ đọc là gì nhỉ? Shigeki là chữ thích và chữ kích, có nghĩa là kích thích nhá, chịu kích thích. Đáp án 3. Câu số 4, đây là chữ rất là nhiều người sai câu này, các bạn sẽ chọn là 3 là Hazu, bởi vì các bạn thấy trong từ Hazukashi đúng nhỉ? Hazukashi. Thế nhưng mà nó đọc là Hazukashi trong trường hợp này thôi, còn khi mà đứng một mình như thế này nó sẽ không đọc là Hazukashi mà đọc là Haji, đúng là hai. Ok, cái này có 5 câu, với lại sẽ cho luôn cái câu kia. Thôi không sao. Câu này và nốt và một câu ở trong môn đai mới nhá. Câu 5 và câu 6 nào. Quả tẩu ác chiến đấy sensei, em mạnh dạn chọn hai vì hôm nọ sai câu này. Mất tiếng rồi sensei ơi. Hôm nay đông vui ghê ta. Tài Lê Cảnh. Hả, mất tiếng á? Có nghe thấy không? Bảo 11. Hương Bư Tà 32 đấy nhá. Hương Bư Tà suốt ngày bảo là không được đọc tên, bây giờ được đọc tên nhá. Đỗ Quỳnh 11, David Tùng 33, Huy Hà 51, Nguyễn Nga 51, Bình Thảo 11, Bích Hằng Lê 12, Cẩm Tú Cầu 51, Hiền Tuyết 11, Cầm Tú Cầu Phan Cứng này, Trần Bích 53, Mạnh Đỗ 11, Huyền Hoàng 32, Mai Chiến 11, Quỳnh Linh 11, Đức Quý 11, Nguyễn Thảo 11, Phước Đức 11. Đây Phước Đức được gọi tên rồi nhá. Chúng ta có này, chữ đây là chữ áp đúng không? Đọc là át sự, át sự, ví dụ từ kết sự át sự đúng nhỉ? Kết sự át sự đúng không? Chữ đảo trong từ gì nhỉ? Đã chữ đảo đọc hai kiểu, một là đô, hai là tô, ví dụ trong từ mendo đọc là đô đấy, nhưng mà nhiều trường hợp đọc là tô, ví dụ trong từ tô san đảo sản đúng không? Tô san như vậy nó sẽ là át sự ghép với tô đúng nhỉ? Thì các bạn có này, chữ cái này phải nhớ thôi đúng nhỉ? Tại sao không phải là át, không phải át sư đô mà lại là à tô, là bởi vì cái này nó lấy át sự ở đây ghép với lại tô ở đây. Thì khi mà đằng trước là kasata đúng nhỉ, đây là tsu hàng ta nhé, đây là tô cũng hàng ta, ghép với nhau sẽ biến thành âm ngắt, như vậy nó là atoteki, đúng là đáp án số 1, mang tính áp đảo đúng nhỉ. Sumi là gì nhỉ? Sở thích đúng không? Cái này các bạn quá quen rồi.
Cái này thì ngày đợt thi gì nhỉ? Đợt thi N2 vừa rồi rất là nhiều bạn sai câu số 6, các bạn ấy chọn số 2 đấy. Một câu tương đối là dễ nhưng mà vẫn sai. Xiu mình là chữ thú, chữ vị là sở thích. Cái số 2 đọc là gì nhỉ? Số 2 đọc là Kiyomi. Kiyomi là hứng thú. Komi đúng nhỉ? Không biết còn có tồn tại cái chữ hảo vị này không ấy. Đây, gõ ra không thấy ra này. Chỉ là gây nhiễu thôi nhá. Đấy. Cái này thì không phải. Tiếp theo. Bùi Trung Thành lè lưỡi gì đấy à? Bùi Trung Thành. Gia Bảo 43, Lộc Lê 74, Đỗ Quỳnh 43. Hiền Tuyết 43, Han Bin Bin 74, Thông Sky 74. Các bạn comment luôn hai câu nhé, các bạn đừng comment rời đọc mất thời gian lắm nha. Comment luôn hai câu, cứ mỗi lần Sensei sẽ cho hai hoặc ba câu thì các bạn comment, ví dụ 7 chọn mấy comment ra, 8 chọn mấy chọn, ví dụ 7 chọn 4 đúng nhỉ, 8 chọn 1 thì comment 4 1 đấy, không cần thiết phải 7 4 xong lại lúc sau lại thì không có thời gian để đọc cho các bạn đâu. Chúng ta có côi đúng nhỉ, côi là nồng đậm đúng không, thì chúng ta sẽ có chữ nào là nồng đậm, đúng là 4 đúng không. Một là gì nhỉ, một là Yawarakai, chữ nhuyễn đấy, nhưng mà nó phải đọc như kiểu này cơ chứ không phải là có cái y như thế kia. Hai là Usui là nhạt, chữ bạc đúng nhỉ, đây là Katai là cứng, đúng của chúng ta phải là 4 đúng nhỉ. Koi tiếp theo này, Majita Majiru đúng nhỉ, chúng ta có chữ đấy là chữ gì đấy, chữ hỗn đúng không, lẫn đúng nhỉ, đúng là 43. Một là gì nhỉ, một là chữ tổ, đọc là cư mự, động từ là cư mự nhá. Đây là gì nhỉ, đây là phư cư mự chứ không có cách đọc là maji như thế kia. Đây chính xác là majiru, gõ nó ra này đấy, majiru có hai chữ là chữ giao và chữ gì nhỉ, chữ giao và chữ hỗn, và đây là chữ gì nhỉ, chữ ra đọc là kuwairu hoặc là kuwawaru chứ không có cách đọc như thế kia. Tiếp theo nhá. Đức 43, Đạt 43, Hùng 43, Đinh Toàn 43, Minh Trọng 43, Khánh Ly Oki, Sensei, Quốc Long 43, Nguyễn Tiến Nam 43, comment thêm cả các kanji. Tốt lắm Nguyễn Tiến Nam. Nguyễn Tiến Nam đợi đến lúc cuối nhá, có cái bài cách dùng từ ấy. Sensei dành bài đấy cho Nguyễn Tiến Nam. Gia Bảo 32, Bích Hằng Lê 32, Ngân Nguyễn 31, Cẩm Tú Cầu 22. Sinh Ròm 31, Thu Thảo 32, Huyền Hoàng 32, Hiền Tuyết 34, Hạ Mộc 32, Đỗ Quỳnh 32. Thành 32, Chiến 32, Mờ Quá Xin C. Rõ mà. Chắc là mạng của em bị kém đấy. Chúng ta có này,
Đây là chữ xôn, xôn là tổn đúng không? Đúng của chúng ta sẽ là 3. Một là chữ gì nhỉ? Một là chữ tội, đọc là gì? Sumi. Sumi là tội này, đấy, hoặc là trong từ hàn dài. Dài nhá, hàn dài là tội phạm, đúng nhỉ? Thôi, bỏ cái này đi nhá. Tiếp theo đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ hại, gai. Đúng không? Có hại này, đây là xôn. Đấy, nó ra này. Tổn thất, thiệt hại. Và đây là chữ độc, đô cự, đúng không nhỉ? Engi, engi là chữ diễn và chữ kỹ. Vậy thì chúng ta sẽ chọn cái nào là diễn và kỹ này? Một là diễn và gì đấy? Diễn và kịch. Đây là engeki đúng không nhỉ? Hai là diễn kỹ, đúng chưa? Đúng rồi. Đúng là hai. Ba là gì nhỉ? Ba là viên kỹ. Mặc dù viên đọc là en, kỹ đọc là gi, thế nhưng mà nó không có cái từ viên kỹ này nhá, cũng không có viên kịch như này. Vậy đúng của chúng ta là 32. Tiếp theo bài gokese. Bài ghép từ này. Bài này là cái bài hơi khó này. Sensei ít gọi tên em nhỉ, Đức Quý. Lệ Nguyễn chả thấy Sensei gọi tên em. Thôi ôn là chính, quan trọng thì gọi tên Sensei thấy Sensei gọi. Tại vì nhiều các bạn mà comment sau là sẽ không được gọi. Cho to lên một chút cho các bạn xem nhé. Nó hình như nó hơi nhỏ một tí. Đây, này thì tha hồ xem rồi, chả còn gì để kêu nữa. Một bốn hai bé tôm mạnh vũ đỗ, một bốn hai bình thảo, một bốn mạnh vũ đỗ, một minh thành, một bốn hai mai chiến, một hai hai tiến nam, một bonus thêm Gia Bảo 142, Đỗ Văn Đạt 142. Tỏn CC cho em xin cách dùng của Atay Rự với ạ. Nó mang nghĩa là gây ra hoặc là cho ví dụ cho đồ chơi hoặc là gây ra ảnh hưởng. Nó đi với một số cái cụm từ nhất định. Em xem lại trong giáo trình Mimikara N3 nhé, có rất là đầy đủ về cách dùng của nó. Cầm tú cầu 142, đạt 142. Mộc Mộc 123. Khánh Thi 1 gì đó 2. Han Bin 442, Khuất Chí Nam Khánh, tên rất là đặc biệt 142. Phan Kiều 131, Huyền Hoàng 142, Hà Chương 113, Hạ Mộc 143. Đạt Lin 142. Cách gì nhỉ? Cách làm bài này là gì các bạn? Cách làm cái bài 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 thi này là gì? Có cái mẹo gì không? Bài này là gì nhỉ? Bài này làm gì có cách cách nào khác ngoài nhớ đúng không nhỉ? Đấy. Chúng ta sẽ có gì nhỉ? Một là gì nhỉ? Một là Waru Ekyo, đó đúng là một. Có nghĩa là học thuộc lòng chuẩn, làm gì có cách nào khác. Nhiều thánh bảo gì nhỉ?
Chỉ cho em cách để làm bài này, làm gì có cái cách nào ngoài học thuộc. Waru Ekyo là gì nhỉ? Là ảnh hưởng xấu nhá, tác động xấu. Số 2, America Ryu, đúng nhỉ? Kiểu Mỹ, phong cách Mỹ. Câu này là anh ấy đã thành công với việc kinh doanh theo cái cách Mỹ, theo cái kiểu của Mỹ, đúng nhỉ? Đây là gì nhỉ? Ware Giwa, đúng là số 2. Có nghĩa là tiệc chia tay, buổi chia tay, lễ chia tay. Đấy, đúng là 1, 4 và 2. Nhớ nhá. Tiếp theo, chúng ta sang bài từ vựng. Cái này phải cho bé đi chút rồi. Cẩm tú cầu nay không có bự bướng đâu. Dạo này bự bướng rất là gì nhỉ? Dạo này bự bướng rất là vắng, không thấy bự bướng đâu cả. Không còn comment nhiều như ngày xưa nữa. Bé Tôm 22, Mạnh Vũ Đỗ 24, Thùy Nấm 21, Gia Bảo 21. Bích Hằng Lê 41. Khuất Chí Nam Khánh 15. 15 1, Đông 14 2, Đạt Lin 41, Phiêu Lãng 21. Tiêu Mộc Mộc 11, Bích Hằng Lê. Phan Kiều 21, Thành 21, Mai Chiến 21. Ngân 15 1, Thuận Trần Minh 2 1, Hiền Tuyết 2 1. Viền MT MT 1 2 1. Kem mút 2 1. Chữa nhanh boss ơi. Các bạn cứ thích chữa nhanh làm gì, còn nhiều bạn đã kịp comment đâu. Đông Nguyễn 21, Văn Đạt 21, Tịnh Tâm 42. Chúng ta có này. Chữa đi, rồi thế chữa nhanh nhá. Nhanh gọi là siêu nhanh nhá. Yo samo staff mo kibo dori ni shitan dakara kekka wo kitai shite iru yo to yoshi ni nani nani wo kakerareta, đúng nhỉ? À, đang vì gì đây, vì đã cái tính toán ấy cũng như là các gì đây nhỉ, à yo san là ngân sách cũng như là các nhân viên, các nguồn nhân lực, vì là gì nhỉ, làm theo đúng như kỳ vọng ấy, do vậy là gì đây nhỉ, đang bị cấp trên đấy, đang bị cấp trên làm gì đó, là họ họ đang kỳ vọng vào kết quả, là bởi vì họ đã cấp cho chúng ta cái dự toán cũng như là cái staff, cái nhân lực theo đúng như kỳ vọng của chúng ta. Chúng ta có show cự là show, đúng không nhỉ? Show không phải, đúng không? Đây là gì nhỉ? Đây là sức ép, sức ép hoặc là áp lực, đúng nhỉ? Bị gây sức ép, bị gây áp lực, có vẻ đúng đúng rồi. Đây là gì nhỉ?
phá hủy, hủy hoại. Và đây là gì? Đây là complex là gì nhỉ? À, là mặc cảm đúng không? Đấy. Vậy thì đúng của chúng ta là đáp án số mấy? Đáp án số 2. Câu số 15. Arubaito no shigoto wa kimu ga oi tsuki to sukunai tsuki ga atte mai tsuki no shunyu ga. Công việc làm thêm của tôi ấy, thì có tháng thì làm nhiều, có tháng thì làm ít, và thu nhập của nó làm sao? Nó đi với từ thu nhập, và tháng nhiều tháng ít thì đúng của chúng ta sẽ là cái gì nhỉ? Một là gì nhỉ? Một là fuante. Fuante là gì đây? Không ổn định. Hai là gì nhỉ? Không tự do. Futsugo là gì nhỉ? Không thuận tiện về mặt thời gian nhá. Và không công bằng đúng không? Thì đúng nhất của chúng ta phải là mấy? Phải là Ichi. Như vậy bạn nào chọn 21 thì sẽ đúng. Tiếp theo. Bình Thảo 34, Khuất Chí Nam Khánh 3, Gia Bảo 34, Đông Nguyễn 34. Huế Anh 34, Phạm Nga 33, Trần Bích 34, Huyền Hoàng 34, Minh Thành 34, Cẩm Tú Cầu 34. Ngân 3 chưa biết. Đạt 34. Tỏn Yowa kunaru onajimi desu. Mạnh Vũ Đỗ, câu trả lời không rõ ràng và trí nhớ kém 34. Chào xin và mọi người. 34. Trả lời mơ hồ, khả năng trí nhớ bị suy giảm. Bích Hằng Lê 34. Các bạn có này. Kare wa gì đó henji o shite itakara party ni kuru ka dou ka wakaranai. Bởi vì anh ấy đã trả lời như thế nào đó đúng không? Nó có cái từ là henji nên là tôi không hiểu là anh ta có đến hay không. Đúng nhỉ? Chúng ta cùng xem các từ nhá. Đây là gì nhỉ? Jimmy là gì đấy? Là giản dị đúng không nhỉ? Giản dị đơn sơ. Số 2 Kasuka là gì nhỉ? Loáng thoáng. Loáng thoáng mong manh. Ai mai là gì nhỉ? Mơ hồ, không rõ ràng. Và đây đôn càng là gì nhỉ? À. Ngốc nghếch đúng không? Đấy. Lờ đờ. Vậy đi với Henji sẽ là gì nhỉ? Trả lời gì? Làm sao mà người ta không biết là có đến hay bữa tiệc hay không? Vậy trả lời không rõ ràng. Ai mai nó nhé. Tiếp theo câu số 17 này. Atarashii koto ga nakanaka oboerarenai no wa kiokuryoku ga gì đó karada ro ka. Chúng ta có đây là từ kiokuryoku là cái trí nhớ đúng không? Chúng ta cùng xem này. À, cái lý do mà tôi không thể nhớ những điều mới ấy, có lẽ là bởi vì cái trí nhớ của tôi nó thứ nhất đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ Itamu. Đấy. Bị tổn thương, đúng không? Bị tổn thương không phải. Đây là gì nhỉ? Đây là chi rự. Dụng, dùng cho hoa, lá, không phải.
Cà đê rự khô héo đúng không? Không phải, và đây là từ này thì nó đúng là phải là kanji N1. Kanji N1 từ vựng cũng N1. Otoroeru suy giảm đúng nhỉ? Suy giảm suy yếu, chữ Hán này là chữ suy nhá, trong từ suy giảm suy yếu suy nhược. Đúng là 4. Đây được có thể coi là một cái câu từ vựng của N1 đấy. Tiếp theo, chúng ta làm 3 câu luôn nhá. Nào xem các bạn đã làm xong chưa. Tỏ này 19-1 chia sẻ. Trung Trần 241. Uyên Mẩu 19-4. Minh Trang Nguyễn 21. 241. Trần Phạm Anh Minh, Đông Nguyễn 243. Gia Bảo 241. Đạt 241. Uyên Mẩu 22, Công Tư Công Bằng, Quỳnh Linh 241. Bích Hằng Lê 141. Đạt A Thành 241. Duyên Liên Thuyên 241. Vân Trường chào Duyên. Câu 18 này, ai te ga yoai to omotte gì đó shitara makete shimatta, đúng nhỉ? Tôi nghĩ đối phương yếu, tôi làm sao đó và tôi đã bị thua. Đúng không? Các bạn có từ nạt tô cự là gì nhỉ? À, nạt tô cự là hiểu đúng nhỉ, chấp nhận. Đây là số 2 là gì nhỉ? Yudan đúng không? Yudan là gì đây? À, kiểu như là sao nhãng đúng nhỉ? Sao nhãng rồi thì lơ là. Shitsubo là thất vọng. Và kakugo là gì nhỉ? Sẵn sàng đúng không? Sẵn sàng, chấp nhận, hạ quyết tâm đúng không? Vậy thì đúng của chúng ta là gì? Đúng là 2 nhá. Câu số 19 này. Hutari tomo hataraite iru node kaji ya ikuji wa fuhu de gì đó shite iru. Vì hai cả hai cùng làm việc cho nên là cái việc việc nhà và chăm con ấy thì vợ chồng. Đầu tiên là từ bunbetsu này, có nghĩa là gì nhỉ? Phân biệt. Từ số 2 kubetsu cũng là phân biệt, đúng không? Phân biệt. Có, ví dụ bưng bết sự là phân loại rác chẳng hạn, đây là phân biệt từ mới theo cái sắc thái ý nghĩa nhé. Đấy, đây là cư bưng là phân loại. Thực ra thì mấy cái ba cái từ này gần như là nó rất là giống nhau, đáp án khó mà cho vào một trong hai ba cái từ này, bởi vì là nếu vậy nó sẽ gây ra nhầm lẫn rất lớn. Nhưng mà đây các bạn thấy là cái tình huống, cái ngữ cảnh như này ấy, là có công việc và gì nhỉ, và hai người cùng làm, cùng chia nhau làm ấy, thì lúc đấy các bạn sẽ dùng từ gì nhỉ, phân tan đúng không nhỉ? Có nghĩa là gì đấy? Chia nhau làm đúng không nhỉ? Hoặc là cùng đảm nhận, cùng đảm nhiệm. Bạn nào mà muốn tìm hiểu rõ hơn về phân biệt mấy cái từ kia thì các bạn lên, các bạn gõ ba cái từ này xong các bạn thêm cái từ chigai là người ta viết ra nhá. Dài lắm,
không có ngắn đâu. Do vậy chúng ta không có thời gian để mà nói chi tiết. Câu số 20. Tsugi no shacho ni motomo gì đó hito wa, cái người mà nhất cho cái chức, đúng nhỉ, cho cái chức giám đốc tiếp theo ấy, có lẽ là anh này là một người có kinh nghiệm phong phú, có kinh nghiệm, có rất là giàu kinh nghiệm. Fusawashi là phù hợp. Phù hợp đúng không? Thích hợp này. Hitoshi là bình quân, bằng nhau này. Arigachi là gì nhỉ? Thường gặp, hay có. Và Atarimae là đương nhiên. Thì ở đây chúng ta phải có hợp lý nhất là đáp án số mấy đây? Đáp án số 1 đúng nhỉ? Nó giống từ tekisetsu đấy. Có nghĩa là phù hợp nhé. Đúng của chúng ta là 2, 4, 1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang phần cách dùng phần từ đồng nghĩa nhá. Vân Trường chào bạn học cùng lớp. Yến Thanh xin chào thầy. Chào Thanh nhá. Sĩ Tuấn 21, Thành 21, Hiền Tuyết 21. Bích Hằng Lê 21. Khuất Chí Nam Khánh ồn ào đồng ý tán thành. Ly Nguyễn chào xin C. Quỳnh Linh 31. Văn Đạt 21. Nhật Huệ chào xin C. Duyên Liên Thuyên 23. Anh Ánh gọi tên em trong đêm đi. Công vào giải quyết hai câu 21 22 giúp các cô hai nào công. Hiền Thỏ xin C ơi, xin C có thấy em không ạ? Thấy nha. Đàm Duy 21, Hà Trương 23. Các bạn có này. Kono atari wa butsou ni natte kita ki ga suru. Tôi cảm giác cái vùng này nó cứ chữ Hán là chữ vật và chữ tao. Nó mang nghĩa là gì đấy các bạn? Nó mang nghĩa là kiểu như là nó có bạo động ấy. Có bạo động. Đúng nhỉ? Có mối nguy hiểm. Chắc các bạn đều nghĩ là có cái chữ tao này có nghĩa là xào hoa gự là ồn ào và các bạn chọn hai đúng không? Thế nhưng mà rất tiếc nó không phải là như vậy. Nó nghĩa là có bạo động, có mối nguy hiểm, đúng của chúng ta phải là 3. Anzen ja natte kita thì mới đúng. Câu số 22. Sono hanashi o kite dojo shita, chữ Hán là chữ đồng và chữ tình, đúng nhỉ? Chữ Hán là chữ đồng và chữ tình đúng không? Thế nhưng nó lại không mang nét nghĩa là đồng đồng ý tán thành, mà đồng tình này nó mang nghĩa là gì nhỉ? À, thương cảm, chung cảm xúc. Lưu ý nhé, đồng tình nó mang nghĩa là thương cảm, chung cảm xúc. Sanseshita là gì anh ạ? Đây là tán thành, đây phải là đôi đồng ý này thì mới đúng.
Shikata nai to mô tả là nghĩ là không có cách nào khác, không phải. Kanshin shita là khâm phục, ngưỡng mộ. Không đúng, đúng của chúng ta là aware da to. À, tôi nghĩ thật là đáng thương, đúng không? Đấy, đây là tôi đang thương cảm cho người ta nhé. Đúng của chúng ta là 3, 4. Như vậy là chưa thấy bạn nào đúng thì phải. Tiếp theo nha. Toàn mạnh vũ đỗ duy liên thiên và đồng cảm lại là đồng tình. Em đúng câu này, câu này ai cũng sai. Cái này là chúng ta bị gì nhỉ, chúng ta lấy cái âm Hán Việt chúng ta nghĩ là vậy đúng không, nhưng mà nó không phải như vậy. Sai hết cả sensei ơi. Em đúng mà sensei. Nguyễn Văn Công 212, Gia Bảo 212. Sau hai câu đầu tiên cực khoai tây. Đúng nhỉ? Rất là nhiều người sai thì câu này có lẽ là mọi người sẽ đúng hơn. Thúy Sara, em chào thầy ạ, lần đầu xem thầy live trực tiếp. Thúy Sara vào comment cho vui nhá. Đông Nguyễn 3234. Kẹo cực đắng mặc dù làm hết mình đáng giá không được cao. Dạ, Mata Kondo. Chờ livestream N1 nhé công nhé. Ngân Nguyễn 21 mấy đó. Hoàng Tú Komawa Sensei. Chào Tú Sang. Đạt 212. Đoàn Hoàng 241. Duyên 212. Kiên Lê 254. Đạt Lin 444, Sorai, Ani 112, Thành 212. Các bạn có từ đầu tiên, cách đọc của nó là gì nhỉ? Seipai, đúng không? Seipai có nghĩa là với tất cả tinh thần, thì nó đồng nghĩa với từ Isokeme, đúng nhỉ? Cái này, à gõ sai nhé, đây là Sekaku. Đúng của chúng ta là, đồng nghĩa là Isokeme, đúng nhỉ? Cố gắng hết mình này. Sekaku là cất công, Iroiro là nhiều, Nandomo là nhiều lần. Sadameru nó có kanji nhá, là chữ quyết. À xin lỗi, chữ định, đúng nhỉ? Sadameru thì tương tự với Kimeru bởi vì cùng là ghép vào với nhau, nó tạo ra từ Ketesuru, đúng không? Có nghĩa là quyết định. Vậy thì nó mang nghĩa là quyết định, đúng nhỉ? Đúng là một. Toboshi, Toboshi là chữ gì nhỉ? Chữ phạt là nghèo, nghèo nàn về tài nguyên, nghèo nàn về tri thức, đấy, nghèo nàn về kinh nghiệm. Nghèo nàn xem nào, Siritai muốn biết, không phải Tharinai không đủ, đúng rồi, nghèo nàn là thiếu đúng không, là không đủ này, đúng là hai. Mà ta cự nai hoàn toàn không có, không phải nghèo không có nghĩa là không có, nó có nhưng ít. Wakaranai không hiểu, không đúng nhá. Đúng của chúng ta là 212. Như vậy là các bạn đúng khá là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần cách dùng từ, có thể nói là môn đai khó nhất ở trong đi thi.
Mạnh 4, Duy 2, Hoàng Dung 4, Hiền Tuyết 4, Hai Chi bãi bỏ, Đức Trần 4, Cẩm Thú Cầu 4. Minh Thành 4, Hà Chương 4. Đông Nguyễn 4. Các bạn có nhé, chữ đây là chữ phế và chữ chỉ đúng không? Đọc là gì nhỉ? Đọc là hai si. Có nghĩa là gì nhỉ? Bãi bỏ. Thông thường nó sẽ đi với những từ như là gì đây? Xê độ, chế độ này. Đúng nhỉ? Rồi thì ki sốt cự này. Quy chế này, đúng nhỉ? Đấy. Rồi thì xê xác cự chính sách này. Và đương nhiên là xa bí sự, đúng nhỉ? Thì dựa vào cái hint tổ này thì nó có, chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án số mấy đây? Đáp án số 4. Câu 1 nhá, yoso ijo no costo ga kakaru koto ga wakari. Shinsei hin no hatsubai o hai si shita. Tôi hiểu ra là nó sẽ tốn cái chi phí hơn mức tôi dự đoán. Do vậy tôi đã bãi bỏ cái việc gì nhỉ? Cái việc bán ra sản phẩm mới. Đây không phải, đây phải dùng từ chiushi, trung chỉ nhá, thì mới đúng. Dừng này, hủy hẳn này. Số 2 này, Ishigawa san wa mainichi jogging suru koto hai si shita rashii. Nghe nói là anh này anh đã dừng cái việc này. À, đối với việc bình thường như này các bạn dùng từ yame đúng nhỉ? Yame, yameta, từ bỏ này. Tiếp theo câu số 3 là hoka no hito ni hanasu koto de fuan o. Đây là fuan là bất an đúng không? Các bạn sẽ đi viết lại từ gì? Từ kaisho đúng nhỉ? Giải tiêu. Hoặc là từ gì nhỉ? Hoặc là từ tori nozoku đúng không nhỉ? Xin lỗi. Đó, có thể một trong hai từ này nhá thì mới đúng. Tiếp theo. Từ chư si là bỏ hẳn hay là tạm dừng? Thông thường nó mang nghĩa là tạm dừng cái lúc đấy thôi. Còn sau đấy người ta sẽ tiếp tục làm tiếp, nhưng mà cái sắc thái nó cũng không hoàn toàn quá mạnh kiểu đấy. Nó cũng không phải là bỏ hoàn toàn mà là người ta bỏ tại thời điểm đấy nhá. Đấy. Còn 274 đạt 1. Ngày trở về 1, khắc mạnh 1. Trung Trần 2. Gia Bảo 2. Bin 1, Minh Trang Nguyễn 2, Phiêu Lãng 2, Phạm Hoàng 3, Vũ Hoàng Anh 1. Bình Thảo 1, Cẩm Tú Cầu 2, Duy Nguyễn 4, Duy Liên Thuyên 4. Hà Chương 4, Hương Bư Tà 3. Chúng ta có này, chữ này là chữ Kaihatsu, đọc là Kaihatsu. Kaihatsu có nghĩa là phát triển. Phát triển này ấy, nó là một tha động từ. Tha động từ nó có nghĩa là mình tiến hành, mình xúc tiến, thúc đẩy một cái hoạt động gì đó. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy này. Câu số 1 này, Ano daigaku wa robot kaihatsu o tema toshita kenkyu o susumete iru. Trường đại học kia ấy đang xúc tiến những cái nghiên cứu lấy cái việc phát triển robot làm đề tài, đúng không? Đây là đáp án chính xác nhé, đáp án đúng là 1. Kaihatsu nó thông thường nó đi với những từ như là phát triển sản phẩm, đúng nhỉ? Phát triển robot rồi thì phát triển nguồn năng lượng mới vân vân. Câu số 2, Kono kuni wa kotsu ga kaihatsu shita node kankou kyaku ga maitoshi fuete iru.
đất nước này vì giao thông phát triển cho nên là du khách hàng năm tăng. Trong trường hợp này phát triển các bạn không được dùng từ này mà phải dùng từ hatatsu. Đi với lại giao thông sẽ là từ hatatsu nhá, được chưa? Chữ phát và chữ đạt có nghĩa là phát triển. Số 3. Kezai o hat kaihatsu saseru tameni seifu wa atarashii kezai seisaku o jissi shita. Để làm phát triển kinh tế thì đây phải là từ haten suru. Để làm phát triển kinh tế thì chính phủ đã thi hành những cái biện pháp kinh tế mới. Câu số 4 này. Từ tháng 8 năm nay thì nghe nói là một cái hoạt động gọi là môi trường là số 1 được phát triển, đây phải là được triển khai. Tenkai suru nhá, được chưa? Đúng của chúng ta phải là đáp án đầu tiên. Tiếp theo. À, đọc câu nào cũng thấy đúng. Đúng rồi, cái bài này thì đọc câu nào nó chả thấy nó na ná nhau đúng không? Đi kèm với phát triển giao thông em thấy người Nhật nói bảo dùng Hatten. Đúng rồi thì Hatten cũng được. Tất nhiên là cũng được, không sai. Nhưng mà em lên mạng em thử gõ Hatatsu cũng có nhá. Mấy cái từ phát triển mang nghĩa họ phát triển này phân biệt nó cũng khó đấy, không dễ đâu. Cẩm Tú Cầu 2, Trần Trang 2. Chorai Tamệ 4, Huyền Rim 2, Hà Chương 4, Tiến Toàn dạng này ai mai quá, Trần Phạm Anh Minh 2, Duyên 4, Đạt 4, Lưu Văn Nhật 4, Hương Bư Tà 2, An Nhi 2. Công viên này không có người quản lý, cỏ mọc luộm thuộm. Gia Hải 4, Tô Thái Hùng Đức 4. Các bạn có này, Darashi này, nó là gì nhỉ? Nó là cầu thả, bừa bãi, vô kỷ luật, luộm thuộm. Đúng không? Và chính vì vậy nó sẽ dùng cho cái gì? Những cái từ liên quan đến người, đúng không nhỉ? Chúng ta cùng xem này. Kino tsukutta supu wa Shio ga tarinakata no ka totemo darashinai aji data. Cái súp nấu hôm qua ấy không biết có phải tại vì không đủ muối không mà vị nó rất là darashinai. Vị nó rất là làm sao đây, vị nó rất là có thể là dùng từ sapari sapari-shita đúng nhỉ, mà thôi dùng cái từ dễ cho nó an toàn nhé, usui đúng nhỉ, vị nó rất là nhạt đấy. Câu số 2. Kono koen wa kanri suru hito ga inai no de achikochi ni kusa ga darashinaku haeteiru. Công viên này ấy, đúng không? Vì không có người quản lý nên là cỏ nó mọc rậm đúng nhỉ? Shigete. Shigeru nhá. Đấy. Đây này. Shigete có nghĩa là rậm.
Còn các bạn muốn dùng theo cái nét nghĩa lởm chởm hay là cỏ nó mọc bừa bãi linh tinh ấy, thì sensei cũng chưa nghĩ ra cái từ đấy nhá. Câu số 3 này, chishiki ga darashinakatta se de machigatta koto o hito ni oshiete shimatta. Tại vì tri thức của tôi làm sao đấy mà tôi lại gì đây nhỉ? Tôi đã lỡ chỉ cái chỗ sai cho người khác. À, đương nhiên chishiki đi với từ lúc nãy đây, toboshi đúng không nhỉ? Tri thức của tôi thiếu, không đủ cho nên tôi dạy cái chỗ sai cho người khác nha. Đúng chúng ta là mấy? 4, bởi vì là Darashinai Sekatsu là một cuộc sống vô kỷ luật, đúng nhỉ? Nó liên quan đến người. Sengetsu made wa shigoto mo shinai de asonde bakari no Darashinai Sekatsu o shite ita. Có nghĩa là gì đấy? À, cho đến tháng trước ấy, đúng nhỉ? Tức là từ tháng trước trở đi thì tôi sống một cuộc sống rất là vô kỷ luật, bừa bãi, toàn có chơi không, không làm cái gì hết. 4 nha. Tiếp theo. Câu 29. Tony Ngốc, Tony Ngọc 294, Khắc Mạnh 294, Shorai Tame 4, Gia Bảo 4. Thành 4, Đạt 4, Quỳnh Linh 4, Duy Liên Thuyên 4, Ngân 4, Huyền Rim 4, Yukihana 4. Trước đây Ani, trước đây các bạn có từ Katsute là gì nhỉ? Trước đây đúng không? Trước đây thông thường nó sẽ là cụm trước đây từng là đúng nhỉ? Đấy. Hoặc là trước đây từng làm. Câu 1 này. Ikagetsu tatta ga katsute kare no yukue wa fume no mama da. Đã một tháng trôi qua, cái hành tung của anh ấy vẫn vẫn chưa xác định được. Đây phải là từ imadani có nghĩa là vẫn nhá. Câu số 2, ano mise ni wa katsute ichido haitte mitai to omotte ita. Cái cửa hàng đấy tôi đã từng nghĩ là nhất định đúng không nhỉ? Đây phải là có đuôi mitai thì chắc chắn đây là từ jehi đúng không nhỉ? Nó sẽ đi với cụm temitai là tôi đã từng nghĩ là nhất định là muốn thử vào một lần. Kaisha o hōmon suru mae ni, trước khi đi thăm công ty ấy, thì đã gọi điện trước, đây phải là gì nhỉ? Jizen ni Mae ni đúng nhỉ, hoặc là Arakajime đúng không? Thì mới đúng là trước. Teo cự là đi với lại mấy cái dạng này nhá. Có nghĩa là làm gì đó trước. Câu số 4 này, Genzai Shinrin de aru kono chiho wa katsute umi no soko datta. Cái vùng này hiện tại đang là rừng rậm ấy, thế nhưng trước đây đã từng là đáy biển đúng không? Đúng là 4. Như vậy là các bạn đều gần như là đều đúng câu này. Tiếp theo, câu cuối cùng trong phần từ vựng này.
Mạnh 2, Hoàng Việt 3, Thùy Nấm 3, Tiến Toàn 3, Đạt 3, Trần Thị Hậu 3, Vân Chương 2, Minh Thành 2, câu này có trong phần bài tập ngữ pháp Shinkansen Sensei. Chúng ta có này, từ tsukiru là chữ từ vựng, thực ra từ vựng này là từ vựng của N1, nhưng câu 30 này là câu đề thi tháng 7 năm 2019 đấy các bạn nhá. Ngày xưa ấy, gần như là cái phần cách dùng từ hay là phần từ đồng nghĩa nó sẽ là tổng cộng là 10 câu đúng không? Nó sẽ là gần như là toàn bộ là từ vựng của N2. Họa hoàn lắm mới có một câu của N1, thế nhưng mà theo như CC thấy khoảng 3 3 4 kỳ thi gần đây ấy, là cái phần cách dùng từ nó sẽ có hai từ vựng N1. Tức là có 5 từ thì có hai từ N1, và phần từ đồng nghĩa cũng vậy, cũng sẽ có hai từ N1. Nó luôn luôn tăng cái độ khó lên. Đấy, cả phần kanji nữa, nó cũng sẽ có vài kanji N1, do vậy là để gọi là chắc ăn 100% N2 thì sẽ học hết N1 thì sẽ ổn nhá. Đấy, nói bảo nói như thầy thì cũng nói đúng không nhỉ? Đây là tsukiru là gì nhỉ? Tsukiru là hết ngứt à ngớt hả? Gì nhỉ? Ngừng đúng không? Thế nhưng mà nó đi với những từ đặc đặc biệt chứ không phải là đi với lại mọi từ. Ví dụ từ kigen này, kigen chúng ta không đi với lại từ từ đấy, mà các bạn từ kigen phải đi với từ kireru đúng không? Đấy, kỳ hạn nó chấm dứt. Câu số 2, đây các bạn thấy có từ hanashi này, thì từ tsukiru này nó sẽ đi với từ hanashi, có nghĩa là chuyện không hết, chuyện không ngớt, chuyện không ngừng nhá. Đấy, vì lâu rồi mới gặp anh ta cho nên nói bao nhiêu cũng không hết. Thì đây là cái hintô. Thông thường cái bài này các bạn sẽ dựa vào cái hintô của nó. Ví dụ katsute sẽ là gì đó đạt tờ đây này, trước đây đã từng là này đúng nhỉ? Dashinai thì là những cái gì đó chỉ người này, đây có từ seikatsu. Rồi thì gì đấy? Vân vân, mấy cái từ này thì các bạn tất nhiên cái bài này nó sẽ là luôn khó rồi. Đúng rồi, chúng ta là số 2. Câu số 3 là Projecto ga tsukiru made awatarashii hibi o okuteru. Tôi đang sống những ngày rất vô cùng bận rộn đến khi cái dự án nó kết thúc. Đây phải là từ kandyo, kandyo suru, hoặc là từ shuryo, hoàn liễu, hoặc là trung liễu nhé. Là kết thúc nhưng mà dùng với cái tính chất là cứng trang trọng đối với lại dự án. Câu số 4, bức tranh của nhà tác giả đấy ấy. Sẽ lại của nhà văn nhỉ? Nghe nó hơi điêu điêu đúng không? Nhưng mà đây là gõ từ trong đề ra. Thôi bỏ qua đi. Tenji kai ga tsukinai uchi ni moichido mini ikitai. Triển lãm chưa kết thúc đúng không? Đây là dùng gì? Owaranai.